Không có sao. Không sợ. Kéo vô luôn. Nãy mới nhìn thấy anh Trường không? Anh mới vừa qua nãy đó. Có sao đâu. Hi, chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Stan đang đi vào khu trò chơi cảm giác mạnh và mình sẽ đi chơi thử trò chơi đầu tiên, đó chính là trò chơi tàu lượn siêu tốc với tốc độ 110 km/h trên giờ và sẽ với 6 vòng xoay 360 độ. Đây là một trong trò chơi khủng và rất là gọi là đã luôn ở trong khu trò chơi VinWonder này. Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm nó như thế nào, mọi người cùng đi theo mình nha. Mọi người có nhìn thấy những cái đường ray của tàu lượn siêu tốc không? Rất là cao nha. Nhìn rất là hoành tráng. Ở bên kia nhìn thấy luôn cái dòng xoay thời gian. Bây giờ mình sẽ đi lên theo hướng này để đi qua bên kia để lên tàu lượn ha. Và thật sự là rất là choáng ngợp với cái công trình ở VinWonder Phú Quốc. Trước khi vào lên trên khu vực mà khách có thể ngồi vào tàu lượn siêu tốc, chúng ta sẽ đi ngang một nơi gọi là khu vực chờ. Ở khu vực chờ này thì người ta có xây một cái tượng đó, một chiến binh Hy Lạp La Mã nè, nhìn rất là hoành tráng, rất là đẹp. Rồi, chào mừng anh chị với trò chơi cơ hình đầu vui tết à. Thì trò chơi mình sẽ chạy với tốc độ tối đa là 110 km/h, bên trong là 1 phút 25 giây. Rồi thì trong quá trình chơi sẽ có 2 camera chụp ảnh, mình cứ cười hạt thơ và nó có hạt to để có những bức ảnh đẹp nha. Rồi lưu ý giùm em là trong quá trình chơi á thì đầu luôn tựa sát vào ghế, anh đóng chắc con thanh an toàn giùm em nha. Rồi nhớ có camera chụp ảnh mình cứ mở mắt cười hạt thơ lên nha. Rồi nha, sẵn sàng chưa ạ? Rồi sẵn sàng thì cho vỗ tay đi ạ. Rồi mình cứ trái luôn nha. Lên sóng. Bắt đầu thôi. Đi cho bà. Lần là thứ hai rồi. Đó đang bị.
và la. Sau khi mà mình chơi xong trò chơi tàu lượn siêu tốc thì tóc tai bù xù á. Bây giờ mình đang đi xuống lối ga. Thì ở chỗ này sẽ có chỗ người ta chụp hình, xem hình của mình như sao. Mình mới chơi xong rồi. Đúng rồi. Cái mà em tí. Cái này không có chụp lại nha. Dạ, anh không có chụp lại. Cái này mình không được chụp ảnh. À ok. Nên mình xem nên mình có thích thì mình được. Thật sự là cảm giác chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc rất là đã luôn. Nhưng mà ai mà yếu tim thì không nên chơi ha. Nhưng mà thật sự chơi này nếu mình trải nghiệm một lần thì rất là sung sướng. Nếu mà ai mà còn tuổi trẻ thì chúng ta nên thử. Ở đây thì người ta có lắp đặt hai camera khi mà mình đang chơi á. Thì sau khi mà mọi người chơi sẽ được chụp hình. Thì mọi người xuống khu vực mà hồi nãy mà Stan đi vào á, thì người ta sẽ trả ảnh cho mình. Nếu mà mình lấy ảnh á, thì một tấm sẽ là 70.000. Thì người ta sẽ in ảnh cho mình luôn và sẽ đưa cho mình cái file mềm nữa. Đó thì mình có thể lấy ảnh đó để làm kỷ niệm. Nhưng mà hồi nãy thì do hôm nay mình đi vào buổi sáng á, cho nên là trời nắng quá. Là cái ảnh nó không có được đẹp lắm, cho nên mình không có lấy cái ảnh đó. Ok, cảm ơn mọi người ha. Bây giờ thì San sẽ đi qua bên dòng xoay thời gian. Dòng xoay thời gian này là được dòng xoay được làm lại từ Vinpearl cũ của Vinpearl Phú Quốc. Thì bây giờ thì mình sẽ lên đó chơi. Thì dòng xoay thời gian này được có độ cao là 138m. Đó, thì khi mình lên trên độ cao nhất của dòng xe thời gian này, mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh Phú Quốc và có thể nhìn thấy được luôn ở khu Nam đảo ở Phú Quốc luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ lên đó xem thử thực sự là có nhìn thấy hay không. Có hình thì gửi cho em Vương Anh. Dòng xoay thời gian. Mình đứng nắng này hả, lội vô. Wheel of Time. Sẽ đi vào đường bên này. Qua mình phải đi qua một cái lên thang, lên bậc thang mới lên trên được. Lên khoảng 4 bậc thang thì mới lên tới nơi được. Rồi, cuối cùng cũng đã lên tới nơi rồi. Dòng xoay thời gian giờ hoạt động là từ 9 giờ cho đến là 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Chào em. Sao giúp em đi ạ? Đó, okay. Rửa tay. Hai mình đợi mình sẽ giúp em nha, bên đây dịch máy điều hòa cho mình. Khách nào lên cũng sẽ kiểm tra điều hòa trước nha. Dạ đúng rồi. Rồi, xin mời hai anh mình di chuyển vào trong giúp em ạ. À. Đúng rồi. Nhiều hơn. Rồi số điện thoại hotline nè để gọi trong trường hợp khẩn cấp, và ở trong đây sẽ không hút thuốc và không tựa vào kính nè. Ở đây còn có thêm cái chuông cứu hộ nữa. Chuông cứu hộ này trong trường hợp khẩn cấp thì mình có thể bấm chuông để mà nói chuyện với nhân viên cái nhà hỗ trợ.
cảm ơn em nha. Cảm ơn anh ạ.